Mùng ba Tết kiêng gì để cả năm đỏ như son? Theo phong tục của người Việt, ba ngày Tết nên kiêng một số điều với mong muốn đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cả năm. Tết Nguyên Đán là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là dịp để mọi người cầu chúc những điều tốt lành, may mắn cho nhau. Trong thời gian này có rất nhiều phong tục và điều kiêng kỵ được lưu truyền. Ông bà ta có câu, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Vì vậy, một chút chú ý về điều lành và điều kiêng kỵ trong ngày Tết có thể sẽ giúp mọi người có một năm mới thật may mắn và tự tin cho một khởi đầu tốt đẹp. Không sử dụng kim chỉ. May vá trong những ngày đầu năm được cho là sẽ khiến gia chủ phải gánh chịu cảnh khổ sở, khó khăn, vất vả suốt cả năm. Không nên tranh cãi. Vào 3 ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, thù hận dù có khó chịu đến thế nào. Đặc biệt người lớn tránh quát mắng trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ. Không sát sinh. Theo quan niệm ngày xưa những ngày đầu năm là ngày vui vẻ, hỷ khí trùng phùng. Thời điểm này nhà nhà đều mở cửa đón cát vận, hết sức tránh xui xẻo. Vì vậy mà việc sát sinh đồng nghĩa với việc mang xui xẻo vào nhà cũng sẽ xua đuổi phần lớn cát khí. Gia chủ nên chuẩn bị nhiều vật cát phong thủy cầu tài, hút vận trong nhà để thu hút thần tài, vận may và hết sức kiêng kỵ những hành động xui xẻo. Kiêng nói những điều xui xẻo. Nhiều người tin rằng việc phát ngôn đầu năm sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện sẽ xảy ra trong năm đó. Vì vậy, những từ xui xẻo như chết rồi hay tiêu đời, thế là hết, hoặc từ có nghĩa tương tự sẽ nằm trong danh sách cấm. Không chúc Tết người đang ngủ. Khi đi chúc Tết, nếu gặp trường hợp chủ nhà đang ngủ thì bạn nên lựa dịp khác để quay lại. Tuyệt đối không được đánh thức người ta dậy. Ngay cả người nhà của người đang ngủ cũng không nên đánh thức. Bởi hành động đó mà ý nghĩa như một sự thúc giục, hối thúc khiến cả năm của người này sẽ bị thụ động trong công việc.